Hiện nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn chỉ có thể tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Các nhóm cứu hộ tiếp tục sử dụng các trang thiết bị hiện đại để trinh sát thực địa và tạo cơ sở để huy động máy móc, nhân lực khẩn trương tìm kiếm cứu nạn các công nhân còn đang mất tích. Từng nhóm cứu hộ phải vượt dòng sông Bồ hơn 20 km mới có thể đến hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Đây đang là cách tiếp cận duy nhất bởi lẽ tuyến đường bộ chính đi vào thủy điện Rào Trăng 3 đang có nhiều điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 10 km. Mưa lớn đang khiến các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao, gây khó khăn cho việc huy động máy móc, nhân lực tiếp cận hiện trường cứu nạn. Những ngày qua thì lượng mưa là cũng rất là nhiều, nên khó khăn. Công an quân đội là cả lực lượng chủ lực để tham gia vào cái vấn đề này. Và ngoài ra thì các cái hệ thống giao thông, các cái phương tiện cơ giới cũng đã được huy động. Thì cũng hy vọng là chúng ta có thể tháo gỡ được những cái khó khăn để mà tiếp cận. Sau nhiều giờ nỗ lực di chuyển, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được khu vực sạt lở thuộc thủy điện Rào Trăng 3. Từ đêm ngày 11 tháng 10, mưa lớn khiến cả nửa quả núi sạt xuống, đất đá vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành, có các công nhân ở trong và các lán trại kề bên. Hiện nay lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm 15 người bị mất tích. Và hiện tại thì là trên hiện trường này toàn bộ đất đá nó sát phẳng. Để triển khai cái công tác cứu hộ cứu nạn ở đây thì đòi hỏi phải có các thiết bị máy móc, mà hiện tại thì các cái tuyến đường nó đã bị cô lập, không thể là đưa máy móc chuyên dùng đến để xử lý cái tình huống này, thì chắc cũng phải có một khoảng thời gian thì các tuyến đường được thông thì các cái phương tiện cứu hộ cơ giới lên để xử lý. Để tìm kiếm người mất tích dưới đống đất đá, lực lượng chức năng đang dùng flycam gắn camera tầm nhiệt. Sau quá trình thu thập dữ liệu, lực lượng cứu hộ xây dựng hiện trường 3D vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 lên bản đồ nhiệt để hỗ trợ công tác chỉ đạo và cứu hộ cứu nạn.